Quay về lốc.com, shop bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng hay đến ngay với shop đức thoại về lốc.com. Xin chào các bạn, mình là Phạm Ngọc đây. Hôm nay mình xuống chơi với cả anh Toại, nhưng mà anh đấy lại điện thoại suốt, xong rồi không chơi với mình. Tức lắm. Tức quá không hả? Chắc không yêu rồi. Chắc không yêu rồi. Bần thế bây giờ mày phải làm sao hả? Mình sẽ xử trí cái vụ này nhé. Mày sẽ xử được không đấy? Được. Thật không? Ok, giờ đi theo Trần Phạm Ngọc là các bạn. Em về nhá. Gì? Yếu sẽ lắm, đang ngâm gắn. Đang ngâm gắn đi kìa. Sao mày nghỉ? Sáng thì quay lần rồi. Cãi chồng à? Hả? Nhà không đâu à? Em thử anh. Chị yêu như này chị chết đấy rồi được. Anh gặp em nhé. Anh là làm cái gì cũng là vì công việc. Anh ngắm gái cũng là vì một công việc. Ngắm gái. Ngắm gái kiếm tiền lựa khó hơn cho người ta. Qua là xin mắt là anh sẽ được cái danh sách này anh sẽ gửi cho gọi là mấy cái thằng gọi là tổng giám đốc của công ty người mẫu giải trí của Việt Nam đấy. Nào tao xin mốc với các bạn này. Anh ấy là cái công việc không biết việc làm để làm à, không việc gì là việc chơi à nhá. Việc anh là việc làm chứ việc chơi thế cơ. Đấy. Nhìn nhá. Thiệt đấy nhỉ, chơi lại cũng chạy đi đâu bây giờ. Một. Hai. Một, hai, ba, năm, anh có đánh rơi thì nào không? Không đánh rơi nhiều. Thiệt đấy là nhảy nhỉ. Không, em là nhảy. Nhảy cái tay anh đang làm việc cứ là nhảy cái tay bố thằng nó chịu được không dậy đúng không không cho anh nóng mắt em lắm rồi đấy qua đá đi em có dậy không mới nhẹo lần thôi có dậy không em thấy nhẹo rồi đấy xuống tâm rồi đấy nhẹ nhẹ nhiều nói nhẹ nhẹ nhiều dậy không. Còn trong đèn nào? Không phải nhỉ? Còn mua ở đâu ấy? Chuyện anh nói chung phần nào của anh là cũng là chỉ giá tiền cổ. Thế nên tao phải mừng thôi. Mình phải vậy. Bạn à, thật là khốn nạn quá đi. Quay gì? Nó bảo tớ quay video cho nó đó. À, tớ sao rồi? Hào rồi. Ngọc ơi! Ngọc! Bước lên vào! Nhanh lên! Chết rồi. Mẹ mày lấy con vợ về, quả này lấy con lợ chứ không con vợ rồi. Tiền mấy triệu bạc người ta mới xem. Mấy triệu bạc người ta mới xem. Chết con lợn này. Mẹ mày. Bước lên. Bước lên. Bước ơi, nhà nghe nói chuyện. Sao? Bước ơi, ai bắt thì bước ơi. Sao vậy? Tự kiếm chơi. Tự kiếm chơi. Ai bảo em nhá? Đứa là sợ em làm chỗ này. Hả? Ai em biết quần em bao nhiêu tiền không? Cho anh nóng mắt rồi đấy. Thế bên anh bảo em mà em biết quần em bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Bên xé như này vá được cả thứ nữa. Hả? Xé này thì vá được cả thứ nữa. Anh là vá đây. Không phải của anh, ước mơ của anh thôi. Nhớ. Trước giờ là chỉ có nào dạy em là đi treo anh trôn anh này. Hả? Hả anh? Em quay đấy không nghe nhắm ai. Thích nhắm không xé lên mà còn này đi đánh gái cho anh thoải mái. Em nhắm là vì công việc. Vì công việc không thích làm nữa thì mình còn gì làm việc nữa hả? Em vừa dài vừa thôn, tôi lắm lâu chứ thôi vẫn tái được lắm. Thôi em bắn thích lên. Có kinh không? Chúng như có khỉ đột ấy. Mẹ nó bảo tất nhiên nó khi khỉ đột khác nhau mình chưa tiến hóa hết nhỉ.
mẹ đã tết mũ tiền rồi. À còn được có cái quay kìa. Con mẹ mày. Ừ. Từ khi làm mọi người à quay mọi người đấy. Anh em xem ấy. Không biết là ông bà nào dạy của lợn nhà mình nó lại đi viết treo mình hôm nay nó phá mình luôn rồi. Nhưng mà bạn à, nhà phải có lóc, nó xét bằng bạn mà không dạy nó hả? Mọi người em hiền quá để anh xem nó làm đấy. Giật mình nên mình không ngờ, mình không biết con này nữa là nhập vào lớp nó dám phá mình. Mẹ, bố mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đi đi, mẹ quay lại con bảo mẹ này. Chốt lợn này. Chết rồi, đứa nào nó dạy mày mới dám xét con ta này. Đứng im, phòng lại, không nói gì nữa. Rồi, làm gì mà nói đây? Làm gì? Đi làm gì? Tính gì? Từ em sẽ thiết kế lại còn đến đây. Ờ, mày thiết kế nào nhìn nó hợp lý tí chứ? Đâu? 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 Mẹ ơi! Chết rồi! Chào mình! Mẹ ơi! Mẹ vào không bảo mẹ! Mẹ vào đây! Mẹ vào không bảo! Vâng ơi! Vậy anh đánh cháu! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con Phương Quốc! Mẹ ơi! Chưa? Nó treo nó cái gì đấy? Cái này cái này không? Con chỉ ngắm gái thôi mà nó dám xét vào ngực đấy. Ngắm nó vì công việc mà bây giờ nó xét con này chứ con gì này nó xéo cả bên này nó trên gì? Con chỉ anh dặn con quẹt một tên bên con chân tay còn nguyên vẹn này mà dám xé con này vì con đi là quần, con đi là người đó. Vâng, thì sau này xé quần đẹp này mà đi xé này. Anh biết dùng xé anh mà là mặc quần này không tán gái được, phải xé thôi. Này, cũng là quần đầu tiên. Cô coi mẹ vào đây để bênh con chứ cô coi mẹ vào đây để bênh nó đâu. Thế từ tay em xé anh để đầu cho nó phải không? Vâng. Chưa rồi. Nhà này chứ con đứa này nhà này con không nói dối được đâu. Mẹ 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 đi ra từ lúc con mẹ là một cái con của con. À, từ xé xuống lại con đổ cho bác. Bác cho rồi. Con mẹ cứ đi. Không làm gì được. Nhà cũng lắm rồi. Lặn rồi. Cái tên nhỉ. Nó thành quần que rồi bạn ạ. Xé nó đi. Xé nó đi. Mình xem xé nó đi. Mẹ nó đi. À bố cứ đi nó đi. Thì bố vào xử nó. Qua đi. Anh đánh cháu chưa? Không phải giả mồm nhá. Đã tiến từ nay nhá. Từ nay thì cứ cẩn thận cái quần đấy nhá. Mai nhá, tí nữa tâm không để tao tụt quần đến đầu gối. Ôi trời. Sao đường Phạm đứng 10 phút nhanh ấy. Đúng rồi. Bước chân vào cửa nhá. Tao không ở nhà quán bước này. Bước chân vào cửa đi CT. Rồi. Từ lên CT. Ở CT. Từ lên quán này của nhà mày. Ừ, tết đúng nhá. Rồi. Của nhà mày tết nhá. Vậy. Vậy. Mà mồ và đứng ngoài cửa không lắm. Mà cứ là CT này. À. CT bây giờ. Đứng đi đứng 10 phút này. Mình gửi anh thấy chưa? Anh cho mình rất là nhiều rồi bị trơn đã. Quay lại anh kia và phản về đứng 10 phút nha mọi người nhá. Bye bye.